Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới khai trương kiểm tra bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G trước khi bệnh viện này đi vào hoạt động. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G thuộc Học viện Quân y ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, bởi tại nơi này, các bệnh nhân sẽ được điều trị kết hợp giữa y học hiện đại từ bệnh viện Quân y 103 và y học cổ truyền từ Viện Y học cổ truyền Quân đội. Và để động viên lực lượng y tế nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh trong ngày khai trương bệnh viện, Phó Thủ tướng đã xúc động nhắc đến lễ khai giảng cũng diễn ra trong ngày hôm nay. Chúng ta phải cùng nhau sao cho dịch bệnh ở thành phố và một số khu vực lân cận sớm được kiểm soát nhất. Chúng ta phải cùng nhau tự hứa sẽ bù lại cho các em, các cháu một cái ngày hội đến trường thật đúng nghĩa. Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G được trang bị hiện đại, quy mô lên tới 300 giường, có thể nâng cấp lên 500 giường, trong đó có 50 giường hồi sức, 200 giường điều trị bệnh nhân nặng, 50 giường điều trị bệnh nhân vừa có nguy cơ chuyển nặng nên được đặt rất nhiều kỳ vọng. Và tôi tin rằng cái bệnh viện này nằm ở địa bàn quận 6 và sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân không chỉ từ quận 6 mà của các quận lân cận thì sẽ giúp cho mục tiêu khống chế dịch bệnh ở khu vực này và trên toàn thành phố chúng ta sẽ đạt được đúng tiến độ. Tôi đề nghị cán bộ chiến sĩ tham gia bệnh viện dã chiến 5G hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao cho. Mỗi bệnh viện ra đời sẽ có thêm nhiều hy vọng sống và việc bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 5G với trang thiết bị hiện đại đi vào hoạt động thời điểm này sẽ giúp tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh giảm tải rất lớn áp lực về điều trị để sớm hoàn thành mục tiêu khống chế dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho mở cửa lại chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 7 tháng 9 tới đây. Đây là thông tin được Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch COVID-19 chiều nay. Theo đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bình Điền là một trong ba chợ đầu mối lớn nhất thành phố. Do thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, nên chợ này phải đóng cửa suốt 2 tháng qua. Trước nhu cầu cung ứng hàng hóa cho các cơ sở sản xuất, thành phố quyết định cho chợ Bình Điền được hoạt động trở lại. Đồng thời, Sở cũng tham mưu cho thành phố tính toán đề xuất, gợi ý quận huyện triển khai các mô hình, cách thức mở chợ truyền thống đáp ứng nhu cầu của người dân. Các hệ thống phân phối thực sự là chưa được quan tâm đúng mức so với cái yêu cầu cung ứng thực phẩm tươi sống. Do đó là vừa qua thì cũng có bắt đầu có dấu hiệu thấy rằng là cái nhu cầu này nó đang tăng lên trong nhân dân. Chúng tôi cũng đã làm việc với các cái sở ngành liên quan và công ty chợ Bình Điền. Thì dự kiến là ngày 7 tháng 9 tới đây thì chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức lại cái điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ Bình Điền để giúp cho các thương nhân đưa hàng hóa về và trung chuyển cung ứng cho các cái hệ thống phân phối, các cái bếp ăn tập thể và các cái chợ truyền thống. Trước đó, vào ngày 6 tháng 7, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tại chợ đầu mối Bình Điền khi có nhiều ca mắc COVID-19, Ủy ban Nhân dân quận 8 quyết định tạm thời đóng cửa để thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, 24 giờ qua trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 13.137 ca nhiễm mới, trong đó 13.101 ca ghi nhận trong nước. Như vậy là so với ngày hôm qua thì số ca mắc tăng thêm 3.580 người. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước với 6.226 ca. Trong ngày hôm nay thì đã có thêm 9.211 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 291.727 người. Trong khi đó, trong ngày 4 tháng 9 thì đã có thêm 336.381 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng là rất cần thiết và cần phải tiến hành quyết liệt. Tuy nhiên, để việc làm này hiệu quả, tránh lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện là điều cần phải quan tâm. Bởi nếu sai sót, có thể uổng phí công sức đã bỏ ra. Đây là buổi lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, dù việc lấy mẫu thực hiện theo đúng quy định phòng dịch của Bộ Y tế, tuy nhiên, điều gì sẽ đảm bảo không lây nhiễm chéo khi có cả những bệnh nhân dương tính như thế này?
chú tự cách ly mình 14 ngày trong nhà giùm con nha. Nếu có triệu chứng trong vòng 14 ngày báo lên trạm y tế để họ xử lý nha. Không đi đâu ra ngoài nha chú nha. Mình nước nóng mình uống nước nóng đầy đủ nha. Ăn uống còn bằng nước nóng. Rồi về đi chú. Né rồi giùm đi. Bên kia né rồi giùm. Né ra. Người bị nhiễm. Tại những buổi tập trung lấy mẫu xét nghiệm như thế này, dù lực lượng chức năng cảnh báo, tuy nhiên, việc giữ khoảng cách vẫn chưa thực hiện đúng. Các trường hợp dương tính vẫn có thể lây nhiễm cho người khác. Cái khoảng cách ở đây tôi nói là phải nói là đội ngũ shipper với đội ngũ y tế là ít nhất là phải 3 mét, chứ không phải là 2 mét theo hướng dẫn nữa, mà nãy giờ các anh thấy là khoảng hơn 3 mét, đội hình rất là rộng. Và lúc nào cũng có lực lượng công an quân sự trực chốt ở khu vực này để đảm bảo cái an ninh trật tự cũng như cái phòng chống dịch. Trong trường hợp mà phát hiện ra ca dương tính thì tại vì chúng em nó mẫu gộp 3 thì là sẽ làm xét nghiệm nhanh cho từng người và sau đó sẽ nhờ trung tâm y tế quận xuống hỗ trợ. Mỗi ngày thành phố Hồ Chí Minh vẫn phát hiện thêm hàng ngàn ca nhiễm mới COVID-19. Một trong những nguyên nhân được cho là từ việc lấy mẫu chưa đúng quy định. Cái tâm lý của người xét nghiệm là họ thích tập trung lại, và khi nói chuyện như vậy thì cái nguy cơ giãn cách 5K không còn nữa, là yếu tố kỹ thuật. Thì làm sao mà cứ mỗi bệnh nhân máy là thay một cái găng, nó không có đủ. Thành ra đôi khi các bạn, các nhân viên y tế họ làm chưa chuẩn. Để việc lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng đạt hiệu quả hơn, ngành chức năng cũng cần thực hiện nghiêm phương án tổ chức và các biện pháp chống lây nhiễm chéo. Bản tin tôi tiếp tục với các nội dung đáng chú ý. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định truy tặng huân chương lao động hạng 3 cho 2 nhân viên y tế có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn, nguyên trưởng trạm y tế xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, và điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng, khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Trong quá trình tham gia phòng chống dịch, bác sĩ Trịnh Hữu Nhẫn được phát hiện mắc COVID-19 từ giữa tháng 7 và mất vào ngày 4 tháng 8 sau 2 tuần điều trị hồi sức tích cực. Nữ điều dưỡng Trần Thị Phương Hằng được xác định mắc COVID-19 ngày 31 tháng 7, nhập viện điều trị ngày 1 tháng 8 và qua đời ngày 13 tháng 8 năm 2021. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa ký quyết định truy tặng bằng khen cho 18 cá nhân có nhiều thành tích và đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các cá nhân này có người là dân thường, có người từng tham gia công tác hội đoàn tại địa phương, từng là chiến sĩ dân quân, các tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, bảo vệ khu phố, cộng tác viên đội trật tự đô thị. Điểm chung của những người được truy tặng là từng tham gia công tác phòng chống dịch, bị lây nhiễm COVID-19 trong quá trình công tác và đã mất vì diễn biến nặng. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, số vụ tai nạn giao thông giảm sâu do việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16. Cụ thể là trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 57 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 39 người. So với 4 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2020 thì số vụ tai nạn giao thông đã giảm 66 vụ, chiếm 53,6%, giảm 31 người chết, chiếm 56,3%, giảm 65 người bị thương, chiếm 62,5%. Lưu lượng tham gia giao thông của người dân giảm, chốt kiểm soát dịch tại nhiều địa phương cũng được kiểm soát chặt chẽ, nên tình trạng giao thông cơ bản là thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.